xin chào các bạn đã đến với Techmag. Hôm nay Nokia đã chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam 4 dòng sản phẩm mới của hãng, trải dài từ điện thoại phím bấm nè, những chiếc điện thoại hầm hố cho đến dòng smartphone tầm trung với mức giá cạnh tranh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chiếc điện thoại phím bấm huyền thoại nhỏ nhắn đáng yêu có tên là Nokia 110. Đây mình đang cầm trên tay. Máy thì có thiết kế nhỏ gọn. Các bạn có thể thấy là khi mình cầm trên tay nè, nó lọt thỏm trong lòng bàn tay mình luôn. Do là hầu hết chúng ta đã quen với việc là sử dụng những chiếc smartphone có màn hình lớn rồi. Tuy nhiên thì cái form dáng của chiếc máy này nó được bo cong mềm mại, nhỏ dần từ trên xuống dưới chứ không phải là cái form dáng cứng nhắc, tạo cảm giác khi cầm cũng khá là dễ chịu cho bàn tay của mình. Mặt sau của máy thì chúng ta sẽ thấy là có một cái camera ở trên này, ở trên logo của Nokia. Mặt trước của máy thì chúng ta sẽ có màn hình cũng khá là khiêm tốn, cụm bàn phím cao su linh hoạt nè. Cảm giác của mình khi bấm thử bàn phím này thì tạo cảm giác cũng đàn hồi và êm tay. Không những thế thì chúng ta còn được trang bị đèn nền giúp thuận tiện hơn trong việc sử dụng trong bóng tối, sử dụng ban đêm, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Khi vào bên trong phần menu thì chúng ta sẽ có các ứng dụng đa phương tiện phục vụ cho việc nghe nhạc nè, giải trí, chơi game. Đặc biệt là chúng ta sẽ có cái game con rắn huyền thoại luôn. Khi sử dụng chiếc điện thoại này thì gợi nhớ cho mình rất là nhiều điều về thời học sinh hay lén lút để điện thoại trong học bàn hay là nhắn tin các kiểu, bởi vì bàn phím của nó thì hầu như là chúng ta đã thuộc rồi. Về giá bán của chiếc điện thoại này là 469.000 đồng với 3 màu sắc chúng ta có thể lựa chọn là màu hồng, màu xanh hoặc là màu đen. Kế đến là chiếc điện thoại nắp gập Nokia 2720 Flip, mang đến một cái ngôn ngữ thiết kế có thể nói là cổ điển và truyền thống bên cạnh những chiếc smartphone màn hình cảm ứng lớn như là ngày nay. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình nhỏ để hiển thị thông tin, thông báo về thời gian hay là cuộc gọi đến. Phía trên đây thì chúng ta sẽ có dòng chữ Nokia. Kèm thêm chúng ta sẽ có một camera và đèn flash được đặt ở đầu sườn của máy. Ở đây các bạn có thể thấy nè. Cách đặt camera như thế này thì tạo cảm giác khá là mới mẻ và ấn tượng cho chiếc điện thoại. Cảm giác cầm nắm chiếc điện thoại khi mà mình mở ra hoặc là gập vào bằng một tay thì cũng khá là gọn gàng, nhẹ nhàng và dễ thao tác. Các cạnh bên của máy sẽ có jack cắm tai nghe 3.5mm nè, có nút tăng giảm âm lượng nữa. Rồi khi mở máy ra thì chúng ta sẽ có phần trên là phần màn hình chính của máy, còn phần dưới là bàn phím T9 quen thuộc. Phím bấm thì đã được làm to hơn để chúng ta có thể dễ dàng thao tác và độ đàn hồi của phím cũng tốt hơn. Techmag cũng đã có một video nói về em này rồi, các bạn có thể xem lại để hiểu hơn và chi tiết hơn về chiếc máy này. Còn về giá bán thì chiếc Nokia 2720 Flip này có mức giá bán là 1.990.000 đồng. Tiếp đến là chiếc điện thoại có vẻ rất là được mong chờ của Nokia, đó chính là chiếc điện thoại Nokia 800 Touch với thiết kế hầm hố nồi đồng cối đá. Tại sự kiện thì để thể hiện cho cái khả năng chịu đựng được rất là nhiều những điều kiện khắc nghiệt khác nhau thì nhân vật chính của chúng ta đã được đặt ở trong một khối nước đá rất dày và rất lạnh. Tuy nhiên thì các bạn thấy đó, máy vẫn đang hoạt động và khi có người gọi điện đến, máy vẫn hoạt động và nhận được cuộc gọi bình thường. Khi mình cầm trên tay thì máy có thiết kế khá là dày nhưng mà cũng khá là nhẹ. Mặt sau của máy thì đúng chất là hầm hố với camera đơn, nè, đèn flash và loa ngoài được xếp thành một hàng ngang nhìn khá là ngầu. Mặt trước của máy chúng ta sẽ có một màn hình chính, ở dưới này là cái bàn phím nổi lên trên khá là dễ bấm. Phía trên và dưới chúng ta sẽ thấy là có hai dải loa ngoài. Phần thân của máy được làm bằng một lớp cao su chống trơn trượt. Hai cạnh bên của máy cũng được thiết kế dạng làm vạch nhám nên cầm khá là chắc tay. Bên trên thì chúng ta sẽ có một đèn flash và một nắp cao su để đậy jack cắm tai nghe 3.5 và sạc để chống thấm nước. Ở cạnh dưới của chiếc điện thoại thì chúng ta sẽ có một cái vòng như thế này đây để cho phép chúng ta gắn những cái sợi dây buộc vào khi mà chúng ta đi ở những địa hình phức tạp. Về cấu hình, Nokia 800 Touch là một sản phẩm dựa trên KOS, sử dụng con chip di động là Qualcomm Snapdragon 205. Con chip này thì được kết hợp với RAM là 512MB và dung lượng lưu trữ là 4GB. Nhìn có vẻ là cổ điển như vậy nhưng mà máy vẫn được trang bị Google Assistant, các ứng dụng phổ biến ngày nay như là WhatsApp nè, Facebook và có cả kết nối 4G nữa. Điểm đặc biệt như mình có nói ở trên đó chính là Nokia 800 Touch thì đạt chuẩn độ bền quân đội Hoa Kỳ và khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt khác nhau như là môi trường ẩm ướt nè, môi trường có áp suất thấp hoặc là chịu được ánh sáng trực tiếp khi mà rọi vào trong máy. Và mức giá bán cho chiếc máy này là 2.490.000 đồng. Các anh em đã sẵn sàng tậu chiếc điện thoại độc đáo này chưa? Hãy cùng bình luận bên dưới video này nhé. Và cuối cùng đó chính là chiếc smartphone trong ngày hôm nay cũng được mong chờ không kém tại sự kiện là Nokia 7.2. Máy có thiết kế ấn tượng bởi cụm camera 3 ống kính được đặt trong một module hình tròn ở phía sau của máy. Cụm camera này có thông số lần lượt là 48MP, 8MP và 5MP được đặt cùng với đèn flash
nhìn có vẻ là cụm camera lớn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó được thiết kế khá là hài hòa so với thân máy. Cụm camera không quá dày cộm lên như là mình nghĩ. Bên dưới cụm camera thì chúng ta có một cảm biến vân tay, và bên dưới này thì là dòng chữ Nokia. Cuối cùng là Android One, một dự án hợp tác với Google giúp cho máy có độ mượt mà và ổn định hơn, cũng như là sẽ được hỗ trợ cập nhật trong ít nhất là 2 năm. Cầm máy thì cũng khá là nhẹ tay. Mặt trước của máy chúng ta có một màn hình giọt nước, và phía dưới này chúng ta sẽ có dòng chữ Nokia quen thuộc theo cái cách thiết kế truyền thống của Nokia. Và màn hình thì chúng ta có kích thước là 6.3 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Về cấu hình phần cứng thì Nokia 7.2 sở hữu một cấu hình tầm trung với con chip là Snapdragon 660, đi kèm dung lượng RAM là 4GB hoặc là 6GB, cùng với đó là dung lượng bộ nhớ là 64 hoặc là 128GB. Máy chạy sẵn hệ điều hành Android 9 Pie, viên pin có mức dung lượng là 3500mAh, hỗ trợ sạc nhanh là 10W thông qua cổng Type-C đặt ở cạnh dưới của máy. Và mức giá bán của chiếc Nokia 7.2 này là 6.190.000 đồng. Vừa rồi là những sản phẩm mới từ Nokia đã giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Các bạn cảm nhận như thế nào về những sản phẩm này? Hãy cùng bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.